Xin chào tất cả các bạn và các em, chúng ta đã quay trở lại với chương trình 2K5 đánh bay lý thuyết phần ST Lipid. Như các bạn và các em đã biết thì thầy và các em đã chiến đấu với nhau cho đến đề 01, đề 02 và đề 03. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chiến đấu với nhau đề số 04. Đúng không ạ? Thế hy vọng rằng là cái chuỗi chương trình 2K5 đánh bay lý thuyết này của thầy có thể giúp cho tất cả các bạn và các em học tốt lý thuyết phần ST Lipid hơn. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái nền tảng vững vàng cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới năm 2023 tiếp theo. Ok ạ, let's go, mình bắt đầu nhá. Các bạn nhớ là để đạt được một cái việc là hiệu quả tốt nhất trong việc học thì các bạn cùng comment đáp án xuống phía dưới cùng thầy nhá. Câu số 1 ạ. Acid oleic là acid béo có nhiều trong dầu ô liu, dầu maca. Công thức của acid oleic thì cái này nó là kiến thức học thuộc, đúng không? Nó là C17H33COH, đáp án đúng là đáp án C. Câu số 2, số nguyên tử carbon trong phân tử actin format HCOOC2H5. Vậy là bao nhiêu carbon ạ? 1 cộng 2 là 3, 3 carbon, đáp án đúng đáp án B. Câu số 3, este nào sau đây tác dụng với NaOH và thu được ancol metilic? Ancol metilic thì ancol metilic công thức của nó là CH3OH. Vậy este mà tác dụng được với NaOH mà thu được ancol metilic thì đuôi của nó phải có dạng là RCOOCH3, đúng không ạ? Và ở trong này chúng ta trong bốn cái anh este này thì mình chỉ có một anh thỏa mãn thôi, đây là đáp án C. Câu số 4, các este thì thường có mùi thơm đặc trưng, ethyl propionate thì có mùi dứa. Công thức cấu tạo thu gọn của ethyl propionate là, thì công thức cấu tạo thu gọn của ethyl propionate, propy là có 3 carbon, nó phải là C2H5 COO C2H5, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Câu số 5, chất nào sau đây không phải este? Chúng ta lưu ý nhá, không phải este. Thì este là những cái chất mà nó có cái công thức là C, nó chỉ cần có là CO thôi thì nó là este, thì còn là những thằng mà không có CO thì nó không phải là este. Đúng không ạ? Thế thì những anh nào sau này ở đây nó không phải là este ạ? Thì đây mình sẽ có đó là gì? Đây, không phải este ở đây thì chúng ta sẽ có là đây, anh này este. Anh này este chuẩn. Anh này este, anh này là ete. Vì vậy nên không phải este thì nó là thằng ete rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu số 6 ạ. Vinin acetate thì có công thức là gì? Vinin acetate nha các bạn nha. Thì cái nhóm thế vinin là cái nhóm thế các bạn hay bị nhầm nhiều nhất. Vinin acetate công thức đây, CH3COOCH nối đôi CH2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi nha. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. Câu số 7 ạ. Chất nào sau đây là este? Câu số 7 ạ. Chất nào sau đây là este? Để bài hỏi rõ ràng vậy. Thì cái chất este á, chất este là chất nào? Đây. Đây là muối của amoni và axit. Là muối này là muối amoni của anh axit carboxylic và anh amin nên là loại. Anh này là axit nhìn chắc chắn rồi. Đúng không? Anh này là tạp chất của nhóm CHO và nhóm OH loại nốt. Vậy ở đây este chỉ có đáp án đúng là đáp án C, quá dễ rồi. Câu số 8, este nào sau đây có mùi chuối chín? Ui cái này là chúng ta phải nhớ thật kỹ nhá. Mùi chuối chín là gì các em nhỉ? Isoamin acetat. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu số 9 ạ. Thủy phân triolin trong dịch NaOH thì thu được glycerol và muối gì? Cái này chúng ta thực ra nhé, nếu mà chúng ta mà làm quen rồi thì chúng ta không cần biết chương trình đâu. Nó nhầm phát ra luôn. Bởi vì triolin được tạo bởi từ gốc là gốc triolic. Gốc triolic nó là C17H33COO nên chắc chắn nó phải ra là muối C17H33CONa. Đấy, có bạn nào mà không biết thì mình viết công trình 3 lần tác dụng với NaOH thì nó vẫn vậy thôi ạ. 3 gốc C17H33CONa cộng với C3H8O3, đúng không? Nó vẫn vậy. Câu số 10 ạ. Đun nóng chất béo X với dung dịch NaOH thì thu được natri oleat và glycerol. Natri oleat là C17H33COONa và glycerol là C3H8O3. Chính vì vậy nên cái anh chất béo X của chúng ta nó sẽ có công thức nó là C17H33COO tất cả 3 lần C3
H5. Đúng ạ, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 11. Sở đề sở Phú Thọ. STX có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân X trong dịch náo hắt dư thì thu được ancol metilic. Thế thì vậy chắc chắn nó phải có đầu là đầu COOCH3 rồi thì nó mới ra được là ancol metilic. Vậy anh này nó là C4 thì 4 trừ đi 2 thì còn 2 nữa. C2H5. C2H5 COOCH3 nó tên là metin. Đúng không? Metin propionate. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 12. Triolin không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thích hợp? Triolin không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thích hợp? Các bạn nhớ nhé, ở điều kiện thích hợp. Thì triolin của chúng ta nó là chất béo C17H33COO tất cả 3 lần C35. Đấy. Thế thì anh chất béo này thì chắc chắn nó thủy phân trong môi trường kiềm. Đúng không? Triolin có nối đôi CC nên chắc chắn tác dụng hydro, chắc chắn thủy phân trong môi trường axit hay là tác dụng với nước đấy ạ. Vậy chắc chắn là nó không phản ứng với gì? CO2 lần. Để phản ứng với CO2 lần các bạn phải nhớ nhá, nó phải hoặc là axit, thấy chưa? Hoặc là có hoạt đa kể. Thì thằng triolin này đều không có cả hai. Câu tiếp theo, câu số 13. Este nào sau đây được tạo ra từ ancol etylic bằng một phản ứng? Chỉ bằng một phản ứng thôi mà tạo ra từ ancol etylic. Vậy có nghĩa nó phải là của một anh axit cộng với ancol etylic, hay nói cách khác este của chúng ta nó phải có dạng RCOOCH5. Thì vinin format là không được. Vinin format là không được. Metin acrylase cũng không được. Etin format cũng không được nữa. Có phải không được? Không phải, đúng. Đây. Đi từ ancol metilic, ancol etilic. Các bạn thấy không? Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Câu 14 nào, câu 14 này liên quan đến viết phương trình đấy các em ạ. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp metin acetat CH3 COO CH3 etin acetat CH3 COO C2H5 trong dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm gồm CH3 COONa cộng với hỗn hợp gồm CH3OH và C2H5OH. Vậy chúng ta sẽ thu được hỗn hợp gồm một muối và ancol nhá. Một muối và ancol. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 15 ạ. Điều nào sau đây không đúng khi nói về metin acetat? Metin acetat. Đây. CH3COOCH3. Thì anh này có công thức phân tử là C3H6O2. Chính xác. À đúng. Là đồng phân của etin format HCOOC2H5. Đúng rồi, nó chung một công thức phân tử. Là hợp chất este, chính xác. Có phản ứng trắng bạc, anh này có trắng bạc không? Không. Làm gì? Điều kiện để trắng bạc nó phải là có đầu HCOO. Anh này không có đầu HCOO nên không trắng bạc. Đúng không ạ? Vậy không đúng là gì? Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng? Chất béo tan tốt trong nước là sai rồi. Chất béo phải không tan trong nước. Chất béo là trieste của glycerol với axit béo. Đúng. Dầu ăn và dầu mỡ bôi trơn giống nhau về thành phần nguyên tố. Sai. Dầu ăn thì có C, có H, có O. Dầu mỡ bôi trơn nó là hydrocarbon, nó chỉ có C và H thôi các em nhá. Ở nhiệt độ thường tất cả các chất béo trạng thái lỏng. Sai. Ví dụ như mỡ. Mỡ là chất béo tồn tại trạng thái rắn. Vì vậy nên 16 đáp án B. Ok chưa? 17 ạ. Trong phòng thí nghiệm. Câu này hay này, câu này hay này, câu hỏi này dã man này. Trong phòng thí nghiệm, etin acetat được điều chế theo các bước. Cho 1ml ancol etylic, 1ml acid acetic nguyên chất và một giọt acid sulfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều đồng thời đun cách thủy 5 đến 6 phút trong nồi nước nóng. Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2ml dung dịch NaCl bão hòa. Cho các phát biểu sau. Có thể thay thế dung dịch acid sulfuric đặc bằng dung dịch acid sulfuric loãng. Sai. Acid sulfuric đặc nó có tác dụng là hút nước, còn acid sulfuric loãng thì không. Mà ở bên trong cái phản ứng điều chế este này, hay là gọi là este hóa này, thì cái
thằng H2S4 đặc nó cần để hút nước. Nên A loại. Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi thí nghiệm hỗn hợp. Sai. Tuyệt đối không được đun sôi hỗn hợp, bởi vì nếu đun sôi hỗn hợp thì nó sẽ làm tăng cái tốc độ bốc hơi của alkoxylic acid acetic, được chưa? Dẫn đến nó làm giảm cái hiệu suất phản ứng. Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế, cái này chính xác. Tại sao phải kiểm soát nhiệt độ? Để nó hạn chế cái việc mà bay hơi, tăng hiệu suất phản ứng. Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn. Không đúng, NaCl bão hòa được thêm vào trong ống nghiệm là để tách lớp, tách cái thằng ester lên bên trên, còn những thằng còn lại xuống bên dưới. Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa dung dịch HCl bão hòa, sai. Bởi vì NaCl bão hòa nó vào để nó tăng cái trọng lượng riêng của dung dịch, được chưa? Thế còn HCl bão hòa vào nó chẳng có cái tác dụng tăng cái trọng lượng riêng gì cả. Để hiệu suất phản ứng cao hơn thì chúng ta nên sử dụng dung dịch axit acetic 15%, sai. Bởi vì đây là một cái phản ứng nó tạo ra nước thì người ta đã phải sử dụng H2S4 đặc, nó hút nước để nó giảm cái nước xuống để nó tăng hiệu suất phản ứng rồi. Thế đây nếu mà chúng ta lại dùng axit acetic 15% là một thằng không nguyên chất, như vậy thì nó càng làm hiệu suất phản ứng thấp hơn. Và lưu ý ở đây chúng ta chỉ có một phát biểu đúng. Vậy số phát biểu sai là mình có tổng cộng 1 2 3 4 5, 5 phát biểu sai. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Ok. Wow. Câu 18 nhìn sợ quá. Các bạn nhìn câu 18 các bạn có kinh không ạ? Cho cái sơ đồ chuyển hóa theo đúng tỷ lệ mol. Thấy chưa? X1 này, X2 này. Ở đây có một điểm mấu chốt là ở phương trình số 3 này. Đây, bắt được cái chốt nó là men giấm. Vậy chắc chắn Z của chúng ta nó phải là giấm CH3COH. Và từ đó suy ra chất X2 của chúng ta bắt buộc nó phải là C2H5OH. Đấy, mình bắt được chốt vào này là ngon. Đấy chưa? Thế mình ra x2 xong rồi nhá. Bây giờ mình từ cái phương trình số 4, đây phương trình số 4 này, mình biết được ở phương trình số 4 này thằng Z là nó là CH3COOH cộng với thằng X3 để tạo thành thằng là T5, là T là C5H10O2 cộng nước. Thì từ đây mình sẽ suy được thằng X3. Đây, C5 này trừ đi C2 vậy là còn là C3. H10 cộng 2 là H12, H12 trừ đi 4. H12 trừ 4 là H8. O2 cộng 1 là O3, O3 trừ đi O2 là O. Đấy, và X3 nó là C3H8O. Ok chưa? Hay nó chính là C3H7OH. Thế với X3 như thế rồi thì ngay lập tức từ từ ạ, mình biết được thằng Y chưa? Mình biết được thằng Y chưa? Chưa biết được thằng Y. Thế thì biết được thằng bây giờ mình từ thằng 1 đi, thằng 1 mình suy ra được rồi. X1 của mình đâu nhỉ? X1 chưa biết à? X1 chưa biết. X2 của mình là CH5OH. Đúng không ạ? X2 mình CH5OH. X3 của mình biết rồi là C3H7OH. Vậy mình suy ra thằng X1. C9 trừ đi C5. Vậy nó còn là C4. H12 cộng 2 là H14. H14 trừ đi 6 là còn 8. 8 trừ đi 8 hết, vậy không có H. O4 cộng với lại 2O là O4 cộng với 2O là O6. O6 trừ đi 2O vậy là còn là O4. Đúng không? Và 2NA. À, thế vậy thì ngay lập tức suy ra là cái anh X1 của chúng ta là nó có 4 carbon và nó không có hydro. Vậy thì nó chỉ có thể là một anh sau đây. Nó chỉ có thể là anh C nối 3C này, COONA này, COONA, nó chỉ có thể là anh này thôi, nó không thể rơi vào anh nào khác. Đúng không ạ? Thế thì ngay lập tức từ đó mình suy được thằng E. Thằng E chúng ta nó sẽ là COOC2H5 liên kết 3, liên kết với C, liên kết 3 với C. COOC3H7, đúng không các bạn? Đấy. Bây giờ đề bài bảo chất E có đồng phân hình học là sai, vì đây nó có liên kết 3, không có đồng phân hình học được. Trong thành phần nguyên tử của X1, chất X1 đây, chỉ có các nguyên tử của 3 nguyên tố COONA, đúng. Trong phân tử của Y, số nguyên tử oxy gấp 2 lần số nguyên tử hydro. Y số nguyên tử oxy, Y đâu ạ? Y đâu? Anh Y đâu rồi? Đâu xem nào, anh Y đây. Y đây, Y đi từ X1. Vậy Y chúng ta nó sẽ là cái đầu axit. Y nó sẽ là C liên kết 3C COOH, COOH, đúng không?
Thế đề bài bảo là gì ạ? Số nguyên tử oxy gấp 2 lần số nguyên tử hydro. 4 oxy, 2 hydro thì đúng gấp 2 thật. C. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X3. Đây. Đúng rồi, anh CH5OH này, anh CH5 mình chỉ có một cách chọn, anh C3H7 mình có hai cách chọn, 1 x 2 có 2, chính xác. Chất Z có thể tạo thành từ CH3OH chỉ bằng một phản ứng hóa học. Đúng rồi. Để tạo thành CH3COH thì chúng ta có thể cho CH3OH cộng với CO là chỉ bằng một phản ứng. Vậy ở đây chúng ta có tổng cộng là 4 phát biểu đúng B, C, D, E. Đây là một câu lý thuyết cực kỳ hay. 4 phát biểu đúng các bạn nha. Câu 19 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Kết thúc bước 2, chất lỏng trong bình đều phân thành hai lớp. Xem nha. Kết thúc bước 2 thì cái bình số 1 này là thủy phân trong môi trường axit thì đúng là phân thành hai lớp thật, bởi vì là cái sản phẩm của nó sẽ có este và sẽ có hỗn hợp axit và ancol còn dư. Cái bình số 2 này thì không thể thành hai lớp được, bởi vì kết thúc phản ứng thủy phân của ethyl format thì nó sẽ tạo thành là muối, natri và ancol, thì hai cái này nó tan vào nhau. Vì vậy nên là A sai. Đây thì viết phương trình chúng ta nhìn. Bình 1. Trong bình 1 nó sẽ xảy ra phản ứng thủy phân trong môi trường axit HCO CH5. Thủy phân trong môi trường axit thì nó sẽ tạo thành HCOOH cộng với CH5OH. Thì ở trong bình ấy, lúc đấy nó sẽ tồn tại cả este, cả axit, cả ancol. Thế thì axit và ancol này tan vào nhau, còn este không tan nên nó sẽ tách lớp. Thế còn ở bình số 2, ở bình số 2 là HCOO C2H5 cộng với lại NaOH thì nó sẽ tạo thành là HCOONa cộng với lại C2H5OH. Thì cái anh này thì cả hai anh này nó tan vào nhau và đây là phản ứng xảy ra hoàn toàn nhá, nên là nó không kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp là sai. Ở bước 3 có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy, chính xác. Cái này được bởi vì cả hai cái nó đều là đun với nhiệt lượng nó bình thường thôi, nó bình thường. Ở bước 3 trong bình thứ 2 có xảy ra phản ứng xà phòng hóa. Ở bước 3 trong bình số 2, à sorry, thầy bị lỗi. Ở bước 2 này thì cả hai chất lỏng trong bình đều phân thành hai lớp là chính xác, bởi vì ở bước 2 này chưa xảy ra phản ứng xà phòng hóa. Phải đun lên mới là xảy ra xà phòng hóa cơ. À đúng. Được chưa? Ở bước 3 trong bình thứ 2 xảy ra phản ứng xà phòng hóa, đúng rồi, phải đun nóng lên bắt đầu xà phòng hóa. D, sau bước 3 trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, chính xác. Đây, HCOH, HCONa đều có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Vậy ở đây câu 19 chúng ta có 4 nhận định đúng. A, B, C và D. Ok. Tí thì bị lừa nhỉ. Câu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, câu số 20. Một câu về xây dựng công thức tổng quát của este khá khó. Đúng không? Khá khó nhưng mà yên tâm, khó đã có thể mình lo nhá. Phân ở đây chúng ta sẽ lấy một cái từ chốt ở đây, phân tử khối của E nhỏ hơn F nhỏ 165. Đây, đều là chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa nhau trước este, tạo thành axit, tạo thành từ axit và carboxyl và ancol. Đúng chưa? Đấy, phân tử khối của E nhỏ hơn F nhỏ 165 thì từ cái dữ kiện này thì mình suy ra thằng này nó không được quá hai chức. Không quá hai chức. Tại sao? Tại sao không quá hai chức? Tại vì là cái anh nếu mà nó là ba chức thì nó sẽ là COO tất cả COO CH3 tất cả 3 lần. Mấy cái cụm đó là 45 cộng 15 là 60, 60 nhân 3 nó bằng 180. Mà đây có 165. Thì không được quá hai chức. Được chưa? Có nghĩa là nó có thể có một chức hoặc hai chức. Đốt cháy hoàn toàn sản phẩm Y và Z trong khi oxy chỉ thu được gồm N2CO3 và khí CO2. Vậy cái điều này chứng tỏ đấy. Chứng tỏ một điều rằng cái thằng Y và thằng Z của mình suy ra Y và Z. Y và Z là muối mà không chứa hydro. Mà muối mà không chứa hydro thì nó chỉ có thể là một trong hai cái muối này thôi. COONa. COONa. Và còn một thằng nữa thôi là COONa. C nối 3 C C O O N A. Đấy, nó chỉ có hai thằng này. Ok không? Mà thằng E nhỏ thằng F rồi, nên chắc chắn thằng này thằng Y, thằng này thằng Z. Được chưa? Quá dễ nhỉ. Vậy thì ngay lập tức
mình sẽ suy ra được luôn thằng E của mình nó sẽ chỉ có thể là COOCH3, COOCH3, và thằng F của mình nó chỉ có thể là C nối 3C COOCH3, bởi vì cùng ra một ancol mà, COOCH3, được chưa? Thế vậy là ngay lập tức mình đã suy ra anh X. Anh X của mình nó sẽ là CH3OH. Và suy ra anh T luôn. T của mình là HCSO, bởi vì là thằng X cho cộng với COO mà, thì ra T mà, nên T mình là HCSO. À, thế thì nhìn câu này tưởng là khó nhưng mà mình lại vẫn làm được ngon lành đúng không? Nó lại vẫn là dễ. Ý 1 ạ, trong phân tử E số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử oxy. E đây, carbon 1, 2, 3, 4 bằng oxy 4, chính xác. Dùng Y để điều chế khí CH4 trong phòng thí nghiệm. Dùng Y, Y không để điều chế được CH4 trong phòng thí nghiệm nhé. À, để điều chế CH4 trong phòng thí nghiệm mình phải vôi tôi sút CH3CONA cơ. Chất F có khả năng làm mất màu dịch brom. Chất F đây, mất màu dịch brom, đúng rồi, có nối bạ. Ở nhiệt độ sôi của X thì cao hơn nhiệt độ sôi của axit acetic, sai. Ancol không bao giờ nhiệt độ sôi cao hơn là cao hơn thằng axit được. Axit phải cao hơn thằng ancol. Chất T có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NO3, đúng rồi, HCSO trang 4 bạc mà. Vậy ở trong bài này mình sẽ có bao nhiêu phát biểu đúng? 1 3 5, tổng cộng có 3 phát biểu đúng. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok. Các bạn ơi, các bạn thấy thế nào ạ? Đấy, các bạn thấy thế nào về chuỗi lý thuyết của thầy? Cái chuỗi lý thuyết này có giúp đỡ được các em nhiều hơn không? Có khiến cho các em giỏi hơn không? Hãy vui lòng comment ở phía dưới nhé, để thầy biết thêm, để thầy có thể soạn thêm những cái tài liệu cực kỳ hay và cực kỳ chất để có thể chữa được cho tất cả các bạn và các em. Ok, vậy là buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại.